Hello, Tùng Anh xin kính chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của em. Thì ngày hôm nay Tùng Anh tiếp tục về cho các bác được hơn 100 bộ máy khoan Hukan XC5. Đấy, dòng pin 4 cell nhỏ gọn, rất là tiện lợi cho những anh em nào mà thích sự nhỏ gọn ha. Đấy, động cơ khá là khỏe. Thì mỗi bộ sản phẩm nó sẽ gồm có một thân máy này, hai quả pin, một đốc sạc kèm phụ kiện gồm hai tiêu chi tiết, gồm có đầu khẩu nhỏ từ 4 đến 12. Những cái mũi bắn vít và mũi khoan để anh em mình sử dụng. Đấy, kèm thêm nữa là một cái con sâu chuyển hướng. Thì về phần thân máy này, con này thì sử dụng động cơ là không chổi than 23 cấp độ trượt và có một chế độ khoan anh em nhé. Đấy, hai tốc nhanh chậm, tốc chậm thì là 580 vòng và tốc nhanh là 2100 vòng. Đấy. Thì bộ sản phẩm này em bán rất là chạy và hôm nay em về thêm 100 bộ. Đấy. Với mức giá tính anh em mình là 790.000 và bao ship. Thì với mức giá 790.000 nhá, thì nó sẽ gồm thêm nữa là một phiếu bảo hành của công ty này, một phiếu bảo hành của Tùng Anh này, chính hãng Hukan các bác nhá. Thì con này thì em sẽ bảo hành các bác là 12 tháng ha. Bảo hành 12 tháng cho các bác luôn. Đấy, giá 790.000 bao ship. Anh em nào cần thì có thể là liên hệ em ở hai số điện thoại ở dưới để ủng hộ em ha. Rồi, em cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.